Bạn đang bối rối với thân hình mũm mĩm của mình. Bạn nghĩ rằng mình không thể mặc đồ ren, đồ sáng màu hay những trang phục sexy. Hairstyle sẽ đưa ra cho bạn một số gợi ý giúp bạn có thể tự tin diện những trang phục đầy quyến rũ mà không lo lộ khuyết điểm. Kiểu dáng đầm ren phù hợp là dáng váy liền, suông, có độ dài vừa phải. Chúng không quá bó sát nên vừa tạo sự thoải mái cho người mặc, giữ được vẻ trẻ trung duyên dáng, đồng thời vẫn có thể che đi những khuyết điểm về đôi chân hoặc phần bụng không như ý. Bạn nên chọn những chất liệu ren mịn, mỏng hay dày vừa phải, co giãn nhưng đứng dáng sẽ trông gọn gàng hơn. Ai nói rằng những nàng mũm mĩm thì chỉ mặc được những màu tối? Một chiếc áo màu đỏ rực rỡ có hoa văn trẻ trung như thế này, bạn đã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết rồi đó. Điều quan trọng nhất khi mặc đồ sáng màu đó là cần có cách mix màu sắc trang phục một cách hài hòa nhất. Kết hợp áo màu vàng cốm với quần quintis sẽ ống sẫm, trông bạn thật phong cách phải không nè? Còn muốn trông thật sexy ư? Hãy thử áo phối ren tà xéo và chân váy ren màu đen. Chất liệu vải mềm, nhẹ và có độ rũ, vừa che đi bụng mập cực kỳ hiệu quả mà lại còn giúp bạn khoe được sự quyến rũ của mình. Một bộ áo quần tông xịt tông ôm sát có thiết kế kẻ sọc dọc giúp cơ thể thon gọn hơn nhiều. Hãy tận dụng nét đẹp vừa chất lừ vừa đẳng cấp của hai màu đen trắng nhé. Ai nói rằng những nàng mũm mĩm thì không thể mặc được đồ ren, đồ sáng màu và đồ sexy nào? Chỉ cần tự tin vào chính bản thân mình cùng với những bí kíp của Hairstyle, bạn sẽ luôn thật tỏa sáng.